chào quý vị đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang. Hôm nay ba mình sẽ đi cưa 3 cây dừa ở tổ 5 ấp An Lạc, xã An Thái Đông, cái bè Tiền Giang nha quý vị. Hôm nay ba mình sẽ thử đôi giày mới của bác Hà Vạn Lý. Mời quý vị cùng theo dõi nha. Giờ mời quý khán giả xem mình mang đôi giày này là đôi giày bên Mỹ cho của anh Hà Vạn Lý, cho mình mà mình để mình leo cây cho đỡ mỏi những lúc mà mình méo méo giò đó. Là hồi trước trẻ thì mình còn khỏe, cái giờ già rồi cái lưng mình nó già cả, quá cái lưng còm gối mỏi đó, leo trèo là cái cực khổ. Giờ có cái móng này mình đứng lên móng mình cưa ha, cho nó khỏe người ha. Chúc quý mà bà con bác là thân bạn mỹ thuật thì mình đang bác xem nha. Quý vị khán giả đầu giờ mình bắt trước nước ngoài đang làm có bài bản rồi chứ, người ta giờ ta lên cung trăng rồi mà mình còn dưới đây đâu. Cái đôi này có nặng lắm không à? Nặng, cái đôi này 2 ký mấy, cái 1 chiếc thì 2 ký mấy đó. Như đôi dài ba chế thêm cái gì nữa không bà? Cái này là nó dư dĩ dây, là nếu mà mình lấy gốc cây á mình mang vô thì khỏi này, mà giờ cái cây này tuột xuống là qua cái kia đi nó đâm dưới đây đi không được, rồi sợ nó đâm nó với mình không có đứng được thì mấy ba mấy cưa thêm một miếng cây hẹp vô. Tự nhà chế làm phải không? Tự nhà chế thêm vô thêm tài nữa rồi. Cái đó mình dặm mắm thêm muối đi, dặm mắm thêm muối. Cái gì hay lạ đó, rồi mà cái này á là cái chân của nước ngoài á, người ta xương to thịt chắc, người ta làm nó hơi rộng, còn mình nhỏ quá mình khoan thêm 2 lỗ nữa. Ồ, đó. Đi nhỏ con đẹp trai vui vẻ. Trời ơi, đẹp gái mới phải chứ. Đẹp trai. Đó. Rồi bây giờ hẹn với mà các bạn quý thuộc mình với quý khán thính giả đó, mai mốt mình sắm cái lưới mình bắt cá làm ấm nhất phát trên năm nhì đó mà bá, mà mình làm 2 ngày hết luôn, rồi bắt cá cái mình lội xuống sông ha, rồi mình đem lên bờ mình nướng mình làm món này món kia ha, để nó khi về thôn quê là mình phải có chuyện đó. Rồi có vụ bắt gà nữa. Dạ. Gà bắt gà biết không? Dạ không, không à. Bắt gà nhà không nuôi gà, nếu mà ở nhà có nuôi gà là khách tới nhà mà không gà là dính, là mình phải bắt đó. Bà có hiền hà quá, không biết là cưa như thế nào đây không quý vị. Tại vì thường thường người ta nói là phải tập luyện rồi kia mới được, mà có không đâu mà tập, không là đi xứ này xứ kia xứ mô xứ tây thì đi tây gì không à. Đó. Đi nhà đó là mới thấy là leo cây mang dài. Này là cái chuyện này là cái chuyện lạ. Chuyện lạ của Việt Nam thế. Chuyện lạ Việt Nam mới thấy leo cây mà mang dài. Dạ. Phải nói là chuyện lạ. Dạ. Leo cây mang dài ạ. Chứ nào em xuống đây ma đi có đâu có dài đâu. Dài đâu. Mà lúc này lại là đẹp trai nha. Đầu của em nở luôn mũi quá. Đẹp trai nè, bận đồ đẹp không nè. Dạ. Trước bận đồ tàn thế lắm. Đầu ngô mặc đồ gách đít luôn hả chị? Đít. Khu gì. Dạ, chứ áo dài dai nữa. Trời ơi. Miếng giá gì đây ha. Lúc này là phong độ không biết có gì đây nha. Dạ, phong độ rồi. Nhìn nước ngoài gửi nè, rồi gửi máy móc, rồi gửi đồ nghề này kia. Bây giờ em ra đường hãnh diện lắm, tại vì đi đâu cũng ai thương không à. Cho nên mình ta thương ta mới gửi vậy. Thấy bây giờ ai cũng là người ân của mình hết á. Đúng rồi. Lịch sử. Lịch sử cái đôi giày này dữ lắm rồi đó nghe. Đó, có mang vô lịch sử không? Lịch sử quá. Nịch cái dây lại cho chắc leo dài, cái leo dừa mà dài, dài cái cây mới giữ thiệt chứ.
chưa quen cho nên nó là còn lỏng cổng. Lỏng cổng không? Cũng như một cột lỏng cổng nè. Không có mình mà leo lên thấy dễ không? Dạ chắc dễ. Dễ nha. Leo mấy lần rồi? Dạ mới leo lần cây sải nha. Vậy hả? Đây là cái lần thứ hai phải không? Dạ. Leo để sư tháo vậy hả? Leo đọt đứng luôn. Thấy ở trong mấy anh em kia, trong mấy kênh YouTube kia cũng leo dài, cũng leo móng. Nhưng mà tao lên cái tao dối cắt mà mấy trái dừa rớt bể trơn uổng quá chị. Đúng theo em thòng xuống. Có ai uống được thì uống. Cái nào mà nó mấy anh kia anh làm gì đâu, có vớt vậy cái nó hốt ầm cái làm nó rồi, sụp rồi, xuống. Rồi chị thấy có cây mà có thằng nó đu chạy mũi tua. Dạ. Chạy đây nè, có nè. Dạ. Đi coi đi giống như người ở trên cung trăng này nè, giống như anh người ở trên sao quả vậy đó. Giống như tập kịch hồi xưa vậy đó. Cái đế nó cao lắm. Mấy cửa lấy đâu rồi? Có đồ nghề thì khác, bây giờ có đồ nghề là mình phải áp dụng, tại vì người ta cho mình phải xài để người ta mới vui. Đó. Đặng 11 á là người ta nói là cho cùng đó mà nó sử dụng như là có lý 11. Là cho nữa. Trời ơi thấy ngầu không? Ngầu thấy không? Ngầu thấy bà con, ngầu thấy quý khán giả. Đó vậy đó. Đi lát con bỏ lên nghe chứ kéo lên vậy cái nó cả cái lam xuống nó cưa xuống gặp này nó chạy kiểu nó dọp cái mũi ra thêm. Giờ ba mình bắt đầu leo lên cưa nha. Hôm nay sử dụng sợi dây mới này. Rất là nhanh luôn quý vị. Lên phía trên chút thì có cái miếng đó thì cũng hơi khó một chút nha quý vị. Giờ sẽ đem máy cưa lên. Cái dừa này chủ nhà không có cho thảy xuống mương nha quý vị. Ở dưới là có cái tay tượng sống cũng 12 năm rồi. Ngay ở dưới gốc có đường ống nước nha. Bên kia thì có đường đan và nguyên hàng mai kiển. Cái dừa này nó nghiêng vào nhà nên chủ nhà kêu đốn. Vừa nằm vậy rồi cắt nhỏ ra nó sẽ mau hơn. Thì vừa quá trời trái luôn. Chủ nhà cưa cũng tiếc lắm. Thank you.
kéo thảy về phía bên này quý vị. Giờ ba mình sẽ cột mấy cái buồng dừa đó. Nay ba mình sử dụng dây mới luôn. Wow, vườn dừa rất là nhiều trái luôn. Ở dưới có cây mít cản lại. Bây giờ sẽ tiếp tục cưa mấy vườn dừa đó hả? Buồn dừa này rất là sai. Buồn dừa non. Hãy
Ồ, nó nặng, nó gịch cọng dây xuống luôn. Như đùm nho luôn. Dừa này uống rất là ngọt đó. À, bà mình đã chuẩn bị cột cái củ hủ dừa để hạ xuống. Rất là dai nha quý vị. Ồ, phải mở mấy cái ở phía ngoài ra cho cái củ hủ dừa nó gọn. Cái củ hủ dừa xuống rồi kìa quý vị. Nó đầu nhỏ đít bự nên cột dây cũng hơi bị tụt. Hồi nãy ba mình lột mấy cái trong củ hủ dừa ra quý vị, dính vô cái quần. Và mình cưa vô mấy cái lưỡi mèo nó già rồi quý vị, sẹt sẹt nữa. Nếu cái đó mà không kỹ là có thể là lưỡi cưa nó sẽ chạy bậy á, tại vì nó rất là trơn.
leo lên rất dễ nhưng mà leo xuống rất khó luôn vậy, không có thấy đường để mình đứng, phải đạp vô nó mạnh nó mới chắc như vậy. Vì đôi giày nó nặng nên không có kẹp cái chân lại được. Với lại ba mình chế thêm cái miếng cây nữa nên nó hơi nặng một chút. Không biết bây giờ ba mình sẽ làm như thế nào nữa. Mình nghĩ chắc ba mình xuống rồi tháo đôi giày đó ra và sẽ leo lên lại để cưa nha quý vị. Cao vua. Dạ. Chứ cái này mình leo lên mé tàu là đứng nó không có độ bám, cái giò mình có cái dẫn qua dẫn lại được, còn này nó cứng đờ rồi chứ nó trơn. Mệt quá nói chuyện muốn đứt thôi luôn. Không mấy cái này đá banh là chết đã đó. Vậy là phải xuống phải đeo thêm cái cọng dây bảo hộ nha. Nhưng mà đây này là phải có dây để làm tận đứng nghiêng như vậy mới cắt được. Còn ha không có này thì hai giòn quá vô. Mà thôi vậy giờ cái cách leo gì cũng được rồi, giờ tháo dài ra mình làm cách cũ. Cái chuyện đó. Chứ lẻ. Cống lại. Chứ đứng trên nó không có ấy, nhưng nếu mà giờ leo lên phải có dây bảo hộ. Nhưng mà mình leo không quen lâu lắm, này áp dụng cho cái cao vua dạ. Được ha. Vậy mình làm cách gì hả? Nhà thấy ba xuống chặt dừa cho ba uống luôn rồi. Về cho mình thủy uống mới được. Dân chuyên nghiệp chặt dừa. Không có chuyên nghiệp mẹ ơi. Rồi lấy dao kia mới được. Dạ, dao này hơi lục rồi. Để ông hút ra. Cái này cứng rồi. Cứng không? Uống vừa cứng là uống vừa mát. Cái này có là uống. Có uống ha, rồi mình lấy dao khác. Bây giờ ba mình sử dụng cách truyền thống nha quý vị. Leo rất là nhanh. Nếu là đôi giày nó nặng sẽ không có hạ từng lóng xuống được như cái gì. Với lại không có chéo chân cái kiểu này được. Tại vì ở phía dưới là cái hầm cá của người ta nên phải cưa từng lóng thảy xuống. Mà ở dưới thì có đường ống nước và cái chan này, hàng mai nữa. Giờ sẽ kéo máy cưa lên. Cưa cây dừa này sẵn cho cây mít nó phát triển luôn. Tôi văng sình lên luôn. Cắt khúc dài luôn quý vị. Cái này cũng rất là cạn nhưng mà vậy khoảng tới lưng quần thôi.
động thì cá nó cũng đi bớt rồi nha. Lâu lâu luôn. Dạ ngất nhẹp luôn rồi. Đến đây là hết. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ cho kênh Hai Lúa Tiền Giang. Cảm ơn quý vị rất nhiều.